Ờ, giữ giấy chị anh ơi. Đây, tượng trưng cho cái chiều cao của tòa nhà nha. Đây, tầng G là số 0. Được chưa? Hay còn gọi là tầng chạc của mình á. Rồi. Tầng hầm mấy tầng? 3 tầng. Đi lên hay đi xuống? Đi xuống. Đúng rồi. Tầng tầng hầm 1, tầng hầm 2, tầng hầm 3 kẹp. Rồi. Tiếp tục mấy tòa nhà có mấy tầng? 12 tầng. 12 tầng lại đi lên hay xuống? Lên. Đi lên. Cái 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 chốt. Chốt chưa? Bắt đầu nè. Nó đi từ đâu? Nó đi từ ở tầng 3. Một cái thang máy nè, ở đang ở tầng 3. Tầng 3 đâu? Lấy cái bút đánh dấu cho lại tầng 3 đâu, nó nằm ở đâu. Để im cái bút ngầm ở đó nha, tầng 3. Để im đó, đúng rồi, để im, đã nói kêu để im mà. Tiếp. Cái thằng này kêu để im, nó ngồi nó gãi nữa. Nó lăn kìa. Tôi kêu là bạn lấy cái cây, lấy cái tay giữ cái bút đó để im. Đưa. Chấm vô cầm. Tiếp, đi gì? Đi lên 7. Đi lên 7 tầng đi, đếm. 1 tầng, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chấm cái để im. Tiếp. Rồi ghi xuống bao nhiêu tầng? 12 tầng, xuống 12 tầng đi, đếm. Lấy cái tay này ra, đưa cái tay vô, có thấy gì chờ. Thằng này. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 tầng lận. 12. Vậy đang ở tầng hầm thứ hai. Chốt chưa? Rồi.